Bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ Việt Nam nằm ở khu vực huyện Nhà Bè, cách trung tâm thành phố 20 km theo hướng Tây Nam. Nói là bảo tàng, nhưng thực tế là một căn nhà được chưng dụng làm nơi trưng bày. Lý do là vì chủ nhân của bảo tàng này muốn tạo dựng một không gian gần gũi để mỗi du khách khi đến đây đều cảm thấy đang trở về nhà, mà các thành viên là các nghệ sĩ trong đại gia đình sân khấu Việt Nam. Khác ở cái bảo tàng của nước ngoài là mình sẽ dựng lại một cái nhân vật đó trong một cái vở tuồng nổi tiếng của cái nghệ sĩ đó để cho khách tham quan tới để người ta hiểu biết thứ nhất là về cái văn hóa nghệ thuật của ngành sân khấu. Sâu nữ Úc Bạch Lan là một trong số 100 nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được chọn làm tượng sáp để trưng bày tại bảo tàng. Cải lương cũng là loại hình nghệ thuật được chọn là chủ đề chính cho giai đoạn 1 của dự án bảo tàng tượng sáp. Ông Trường đã không giấu được xúc động khi gặp người nghệ sĩ bấy lâu mình ái mộ, dẫu chỉ là tượng. Úc Bạch Lan này, hồi đi học thì mê lắm, chị ca thì mê lắm, ngọt lắm, dân miền Tây Nam Bộ mà, như Hoài Linh, Đồ Hài, rồi số anh em nghệ sĩ biết cũng khá nhiều. Không chỉ làm nơi trưng bày, bảo tàng còn dành một phần không gian để giới thiệu các công đoạn chế tác tượng sáp. Từ công đoạn tạo khối cho đến tạo hình. Bất kỳ du khách nào muốn có một tượng sáp của riêng mình, ngay lập tức sẽ được lấy số đo. Bây giờ là phải hoàn thành, trong hôm nay phải hoàn thành xong cái bảo tàng nghệ sĩ.